Trường hợp cô gái bị biến thái quấy rối nhưng không thể phản kháng. Trong lúc đó có một người đàn ông đến nhận vơ là ba của cô gái, nói chuyện bảo vệ cô, khiến gã quấy rối bỏ đi. Như vậy người đàn ông trên đã phạm giới nói dối nhưng có phước giúp cô gái thoát hiểm. Như vậy có phải sẽ dẫn đến tình trạng nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen và chỗ cùng lúc đúng không ạ? À, thông thường á, thì cái kiểu câu hỏi này thì sư chỉ trả lời là đúng, đúng là như vậy. À, nhưng mà nó còn có một trường hợp nữa như vậy nè. Là ở trong trong kinh á, có nhắc đến trường hợp là Đức Thế Tôn khi đến một cái ngôi làng á, thì hai vợ chồng đi ra thấy Thế Tôn mừng lắm và nói là trời ơi, ba mẹ chờ con mãi mà bây giờ con mới tới, con mới về, thì mời con, bây giờ con vào nhà đi, con vào nhà. À, thì hai vợ chồng cư xử với ngài như là con và gọi ngài là con. Thì sau khi về, Chư Tăng mới hỏi là hai vợ chồng này tại sao lại xưng hô với Thế Tôn lão như vậy. Bởi vì ai cũng biết Thế Tôn có người cha là Vô Tịnh Phản mà mẹ là bà Mahamaya. Tại sao lại như vậy? Thì Thế Tôn mới trả lời là ngài đã hai người này nè đã 500 kiếp làm cha, 500 kiếp làm mẹ của ngài, 500 kiếp làm cô, 500 kiếp làm chú, 500 kiếp làm ông, 500 kiếp làm bà. Cho nên á, bây giờ gặp lại thì gọi ngài là con thì nó cũng không có lạ gì. Cái sư muốn nói ở đây là gì? Tức là nó có một trường hợp như vậy, là cái người này đó họ xem cô gái như con của họ, họ xem cô gái như con của họ, thì trong trường hợp đó họ không nói dối. Cho nên là chúng ta cần phải cẩn trọng, tại vì nghiệp và quả của nghiệp nó rất là vi tế, và đặc biệt là nó ở cái vấn đề nó nằm ở trong cái tâm của mình. Cho nên nếu trong tâm của người này mà xem cô gái như con á, thì nó sẽ không vấn đề gì, tại vì bản thân họ không nói dối. Còn nếu như mà họ không phải như vậy thì họ lại nói dối. Rồi, qua cái câu tiếp theo.